Từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát cái liền kiếp sau, nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhậm kỳ độc giác năm sau cũng thành. Nguyện cầu tam bảo tự hành độ, nguyện thoát ba tai nước lửa minh, nguyện thấy chúng sanh có đoàn kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành, nguyện dình tam học với định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện dạy căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Chữ thiên ngự trên hư không, ma địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, động sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bội, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, viên thuộc tịnh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưng phước dài bệnh lâu, chúng con quy thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha giá chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi phan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền rao tam quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quang lâm bầu trung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới nhục bình, kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới nhục bình lễ bái tam bảo sám hối và thọ trì quy giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra. Chúng con kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhục Bình xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của đức từ phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha giá cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha giá, nam mô Tham Ma giá, nam mô Sang Kha giá. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhục Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhục Bình kính lễ cô tu nữ phước hạnh. Nhật Quỳnh mến chào Xích Kim Quanh, kính chào Hiển Mộng, kính chào Quỳnh Xuân Suốt, kính chào chị Meta, mến chào Xích Kim Nhung, mến chào Xích Niệm Tư, kính chào Ca Hướng Ná, mến chào Xích Thiện Vũ, mến chào Huynh Giang Nhật Hạ, kính chào Xích Kim, kính chào Xích Hành Kiểm, mến chào Trang Thư, mến chào Hà, mến chào Thí Lâm, kính chào An Nhiên, kính chào Tâm Hạnh. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tôn đức và Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Bữa nay quý thị vị thấy Nhật Quỳnh hơi lạ phải không? Mà không có lạ đâu. Nhật Quỳnh thấy hết giờ lật đật không kịp đọc kinh Bali, đọc hồi hướng ngắn thôi, nhưng mà ngài không có trước máy rồi. Dạ, nên Nhật Quỳnh mới cầm mic chào quý vị để chờ ngài. Dạ, khi nào ngài trở lại đạo tràng, ngài cho con xin một tín hiệu để con kính dâng mít đến ngài, bạch ngài. Dạ, đạo tràng không hiểu con bữa nay sao mà lạ vậy không biết. Dạ, tự nhiên hết giờ rồi con cầm mít chào mọi người. Quý vị quan hỷ chờ trong giây lát nha. Chắc trong khi chờ đợi ngài, chắc con đọc một bài kinh đi. Dạ, con đọc một bài kinh chứ để con cầm mít mà con nhờ. Khi nào ngài trở lại, ngài cho con một tín hiệu để con tiến dâng bích đến ngài ạ. Dạ, quý vị quan thị cho Nhật Quỳnh nha. Không phải đâu, từ từ rồi Kim Nhung cũng y Nhật Quỳnh thôi, chuyện phải làm nó phải làm thôi, không có gì lạ hết á. Dạ, Nhật Quỳnh xin đọc một bài kinh Lá Cờ Phật Giáo nha quý vị. Chắc quý vị ít khi nào nghe được cái bài này. Cờ Phật Giáo nêu cao thanh bạch, xanh vàng đỏ trắng gạch biểu dương,
sao cho con thêm một đường a năm sắc hiệp lại hiện chương sáu màu. Màu sáu màu ấy bởi đâu mà có, do theo kinh tỏ rõ còn ghi. Tiền kiếp Thích Ca Mâu Ni hồi còn Bồ Tát đương khi thực hành Bà La Mật tâm thành đại thi gia đã hào quang rất quý của ngài. Sao màu kế tiếp sau đây sắc xanh mất mắt cho rài bạn môn. Sắc vàng ấy kính tôn lấp thịt cho thờ rèn để thích hiện ra. Mà vàng vào cốt Phật Đà vì lòng thành kính dám mà hy sinh. Sắc đỏ ấy vì tình mẫu tử móc gan đã do tự tay ngài thuộc hòa cu mẹ rất hay. Do loài rắn độc trễ chạy đặng đâu lòng hiếu thảo ai hầu giảm sanh na đức đại bi hình hạnh còn đây. Sắc trắng bạch tượng cho rầy nên cha hành phạt đài ngài tha phương. Cùng con vợ lên đàn xa lánh vào non cao tuyết lạnh tu hành vợ thời hai trai non xanh còn ngày bao hoạn nhọc nhằn khổ thân. Sắc gạch giống màu chân kim phụng thịt cho chàng sử dụng đập ân. Dạ, Dục Quỳnh sai rồi. Thịt cho chàng sử dụng đập ăn vui lòng cứu sống mẫu thân. Đành cam bỏ mà nghĩa danh trọn nghìn trọn dình. Mão dần sống hiệp toan sáng rỡ bởi xưa kia kiếp thọ cung vì thay người đời khổ lâm nguy bô thích. Bồ thi sát thịt cũng vì bạn môn. Đực ghê thịt lầm cơn khích dụ ba la mật còn đủ hầu ngài. Thợ rèn kẻ khó cả hai do ngài đê thích đại tài hiện ra. Trọng tam giới điều hòa ca tụng khắp năm châu cung phụng kinh thờ. Quật tế nhìn nhẫn lá cờ tung hồ Phật giáo đến giờ sụng hưng. Dạ, ngài trở lại đạo tràng chưa bạch ngài cho con một tín hiệu. Dạ, Nhật Quỳnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng bài viên sự cao pháp cứu kinh số 370. Nhục Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Xin sám hối với đạo tràng. Hôm nay có số Phật tử vô sớm để lo cái công quả nấu nướng ha. Quý vị hoan hỷ, ngày mai là lễ rồi. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, có Phật ngôn 370. Trước khi đi vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo Ratanatayasawandami Bụt Thù Ma Hệ Sì Ả Lăng Tha Tha Gá Tù Lô Phú Tâm Bồ Sắp Bá Gá Rù Hít Chịt Tha Bồ Lô Cá Sơ Sá Tha Chá Na Đầm Má Cù Vi Đồ Quỳnh Đà Má Hành Tầm Ngá Ra Phù Chá Này Giá Cân Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu Ngài Bất Trí Thức Không Đâu Sánh Bằng Thoát Ly Phiền Não Có Chân Tố Tình Giáo Chủ Chí Năng Vô Lượng Tử Đế Ngài Đã Tin Tường Thông Minh Dạy Bảo Dân Lương Pháp Trần. Con xin lễ lễ Phật âm đảng cho thiên chúng nhân dân cúng dường.
tam mô bát đi bồ ya ta sa sa tu nô lô ca na mình tha tu na ca lô bồ tam ba nhu mu tam bát đi bồ đi sanh nhã tu văn đà ma hành tăng na ra bồ cha này nhã cần mà bảo vi nhân vật này là tu sáng bậc mạng vô minh ba ta lầm lạc chúng sinh đệ nhân phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lãnh lễ Phật Quang đang cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô với số thổ chú khách ta sát xà quát khô sẽ khá chú ca mô ra thầm mát sát khắc khô nền đà bát sân xa đế nà đá rô quát rô quân đà mát hành tầng nà ra phù. Cha này giác tầng, tăng bảo trên môn Phật đà tâm hợp môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ theo pháp phàm nhân ai bị con xin đại lễ tăng hy đang cho công chúng nhớ gì cũng giờ rất tận ái tây gia tề chê nó sẽ kha mẹ tu hoa thanh nàng ta xà bị a nú pha huệ nó ta xà về nó sẽ chặt tu cầu xin tam bảo uy linh cho con văn hóa thông minh học hành mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Dạ. Phần thánh dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay có Phật môn 370. Chúng tôi hướng dẫn trước ha. Bành cha chìm đề bành cha cha hề bành cha chìm đề bành cha cha hề bành cha chinh đề bành cha cha hề. Câu số 2. Bành cha chút ta ri phà qua về bành cha chút ta ri phà qua về bành cha chút ta ri phà qua về. Bây giờ chúng ta ôn hai câu này ha. Bành cha chinh đề bành cha cha hề bành cha cha tốt cha ri phà qua về bành cha chinh đề bành cha cha hề bành cha chốt ta ri phà qua về bành cha chinh đề bành cha cha hề bành cha chốt ta ri phà qua về. Câu 3, câu 4. Bành cha sân gà thi dồ khi thú bành cha sằng gà thi vô kích thu bành cha sằng gà thi vô kích thu. Còn bốn ô khát tình nô tiêu vô cha tí ô khát tình nô tiêu vô cha tí ô khát tình nô tiêu vô cha tí. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Bành cha sân gà thi vô khích khu ô khát tìm nô tiêu vô cha tì bành cha sân gà thi vô khích khu ô khát tìm nô tiêu vô cha tì bành cha sân gà thi vô khích khu ô khát tìm nô tiêu vô cha tì. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại nguyên bài này ha. Bành cha chìm đề bành cha cha hề bành cha chốt ta ri phà qua về bành cha sằng gà thi vô khích khu ô khát tìm nô thi vô cha tì bành cha chìm đề bành cha cha hề bành cha chốt ta ri phà qua về bành cha sằng gà thi vô khích khu ô khát tìm nô thi vô cha tì. Đó là cái đọc thứ nhất ha. Chúng ta đọc một hơi. Còn cái đọc thứ hai chúng ta chia ra dừng lại của câu số 2 ha. Bành cha chinh đề bành cha cha hề bành cha chút ta ri phà qua về bành cha sân gà ti ô phi khu ô khát tìm nô ti vô cha ti bành cha chinh đề bành cha cha hề bành cha chút ta ri phà qua về bành cha sân gà ti ô phi khu ô khát tìm nô tiêu vô cha tì. Đọc lại lần nữa ha. Bành cha chinh đề bành cha cha hề bành cha chốt ta ri phà qua về bành cha sân gà ti gô khích
khu ô khá tìm nô tí vô chá tí. Đoạn năm từ bỏ năm, tu tập năm tối thượng, tỳ kheo các năm trói buộc ha. Xứng danh vượt bộc lơ, chỗ này chỉ trói cái rồi đó. Trói chặt quá rồi không thấy chịu buộc ha. Tỳ kheo các năm trói ha. À, trói này nhớ chỉ trói buộc ha. Nhưng thay các năm trói, thay quý vị quá, trói cái gì mà kỳ cục vậy. Nhưng mà đây là một cái thể thơ ngủ ngon, năm từ. À, quý vị hiểu chỗ này là trói buộc ha. Rồi, à, giọng kinh, chúng ta có hai giọng ha, hai cách đọc ha. Một cách là chúng ta đọc cuối câu số 2 nghỉ. Rồi một cách nữa là chúng ta đọc một hơi ha. Thì bây giờ qua giọng kệ thì chúng ta cũng đọc một phần hai câu ha. Đừng có đọc từng câu một ha. Một câu 8 từ ha. 1, 2, 3, 4. Đúng là một câu 8 từ. Thì như vậy chúng ta cũng chia làm 2, 4, 4. À, với cái âm điệu đó thì chúng ta sẽ có một cái giọng kệ. Bánh cha chín đế, bánh cha cha hê, bánh cha chú ta, rì pha quay về. Bánh cha sân ga, tiên vô phình khu, ngô khá tiên nô, tiêu vun cha tiên. Bánh cha chín đế, bánh cha cha hê, bánh cha chú ta, rì pha quay về. Bánh cha sang ra tiền cô phiên khu ngô tiên nô tiêu vốn cha tiền. Bánh cha chinh đế, bánh cha cha hiền, bánh cha chôn ta rì khoa hoài về. Bánh cha sang ra tiền cô phiên khu ngô kha tiên nô tiêu vốn cha tiền. Rồi mời xích kem. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài kinh Pháp Cú câu 370 à. Ha, 1, 2. Hai người, cảm ơn hai người đã nghe. Có hai người là đủ rồi sư ha. Ô, ba người, cô Mì Tà nữa. Chị quá rồi. Hồng Thị Kim Oanh nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Âm thanh tốt đẹp, không có chuyện gì hết. Vậy là tiếp tục tới luôn bắt đài. Con chúc sư một ngày. Trước hết con cảm ơn sư đã đọc bài này, dạy cho chúng con đọc cách đọc cho đúng. Và con kính chúc sư được một ngày nhiều sức khỏe và vui vẻ. Mọi việc đều theo ý muốn của sư. Kha 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 kha. Sa thú sa thú, con quan khô luôn. Mèo khen mèo dài đuôi mà sư. Thôi thôi con đọc đi, để sư ra mở hàng nhiều chuyện. Này, con xin đọc, con xin trả bài kinh Pháp Cú câu 370. Bành cha chinh đề, bành cha cha hề, bành cha chút ta ri phà qua về. Bành cha sằng gà tí gồ, tí khu ồ khách tình nồ tí vút cha tí. Bành cha chinh đề, bành cha cha hề, bành cha chút ta ri phà qua về. Bành cha sằng gà tí gồ, tí khu ồ khách tình nồ tí vút cha tí. Bành trường âm nhắn, chá đoạn âm, chinh trường âm nhắn, đề trường âm thông thường, bành trường âm nhắn, chá giá hai đoạn âm, hề trường âm thông thường, bành trường âm nhắn, chá đoạn âm, chúc trường âm nhắn, tá rí hai đoạn âm, pha trường âm thông thường, quá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2. Bành cha chinh đề, bành cha cha hề, bành cha chúc cha ri phà qua về. Câu 3, câu 4. Bành cha sằng gà tí gồ, pít khu ồ khách tình nồ tí vút cha tí. Bành trường âm nhắn, chá đoạn âm. Sằng trường âm nhắn, gà trường âm thông thường, tí đoạn âm, gồ trường âm thông thường, pít
đoạn ở trường âm nhắn khú đoạn âm. Trời ơi, ăn chỉ chưa uống nước nữa, uống thêm ly nó chắc không bị khô cổ họng à. À, ô câu thứ tư, ô trường âm thông thường. khá đoạn âm tính trường âm nhắn, nô trường âm thông thường, tí đoạn âm, vút trường âm nhắn, chá tí hai đoạn âm. Nói nhanh không biết có nói đúng không nữa, thôi kệ đi, sai có gì sư sửa mà. Đọc lại câu 3, câu 4. Thành chá sằng gà tí gồ, phí khú ồ khát tình nồ tí vút chá tí. Bành sằng gà tí gồ, phí khúc ồ khát tình nồ tí vút chá tí. Đọc lại nguyên bài. Thành chá trình đề, thành chá chá hề, thành chá chút ta ri phà quá dề. Thành chá sằng gà tí gồ, phí khúc ồ khát tình nồ tí vút chá tí. Thành chá trình đề, thành chá chá hề, thành chá chút ta ri phà quá dề. Thành chá sằng gà tí gồ, phí khúc ồ khát tình nồ tí vút chá tí. Đó gì? Tập kệ. Thành cha chinh đề, phan cha cha hề, phan cha chung ta ri pha hoa ye, phan cha sang ga ti go pin khô, ô ca ti no tinh vụ cha ti. Phan cha chinh đề, phan cha cha hề, phan cha chúc ta ri pha hoa ye, phan cha sang ga ti go pin khô, ô ca ti no ti vụ cha ti. Đoạn năm, từ bỏ năm, tu tập năm tối thượng, tỳ kheo cắt năm chói. Chói này là chói buộc đó nghe. Xứng danh vượt bọc lưu, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sư ơi, con có sai, sư sửa cho con nghe sư. Con xin cảm ơn sư, giờ cảm ơn quý vị đã cho bông hoa nhiều gì nè. Trời ơi, trời, chắc ổng đi làm công chuyện rồi, không thấy bông hoa gì hết. Một là chết chắc, hai là... Quý vị cứ tiếp tục tự đọc tự sướng ha. Dạ, cảm ơn quý vị và xin trả máy và mời quý vị khác nha. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Mày, Nam mô Sang Khai. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con cũng xin trả bài câu Pháp Cú 370. Bành cha trình đề, bành cha cha hề, bành cha chút ta ri phà quá dề. Bành cha sẵn khà tí gô phích khu ô khá tình nô. Tí vút cha tí. Và con xin phân tích. Banh, trường âm nhấn, chá, đoạn âm. Chinh, trường âm nhấn, đê, trường âm thông thường. Banh, trường âm nhấn, chá, đoạn âm, chá, đoạn âm. Hê, trường âm thông thường. Banh, trường âm nhấn, chá, đoạn âm. Chút, trường âm nhấn, tá rí, hai đoạn âm. Pha, trường âm thông thường. Quá, đoạn âm, dê, trường âm thông thường. Bành cha trình đề, bành cha cha hề, bành cha chút, ta ri phà quá dê. Và câu 3, câu 4. Bành, trường âm nhấn, chá, đoạn âm. Xăng, trường âm nhấn. Ga, trường âm thông thường. Tí, đoạn âm. Vô, trường âm thông thường. Phích, trường âm nhấn. Khú, đoạn âm. Ô, trường âm thông thường. Khá tí, hai đoạn. Dạ, con sai, con xin sửa. Khá, đoạn âm. Tinh, trường âm nhấn. Nô, trường âm thông thường. Tí, đoạn âm. Út, trường âm nhấn. Chá tí, hai đoạn âm. Dạ, con đọc lại câu 3, 4. Bành cha sang kha ti go phích khu ô kha tình nô ti vút cha ti. Dạ, con đọc lại hết bài. Bành cha trình đề, bành cha cha hề, bành cha chút ta ri phà quá dề. Bành cha sang kha ti go phích khu ô kha tình nô ti vút cha ti.
Bành cha chinh đề, bành cha cha hề, bành cha chút ta ri phà qua về. Bành cha sẵn khà tí gồ phích khu ồ khá tình nồ tí vút cha tí. Đoạn 5, từ bỏ 5, tu tập 5 tối thượng, tỳ kheo cắt 5 trói, xứng danh vượt bọc lưu. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. Bành cha chinh đê, bành cha cha, bành cha chút ta, rì pha quá dê. Bành cha đi, bành cha sang kha, tì vô phích khu. Ô kha tinh nô, tì vút cha tì. Bành cha chinh đê, bành cha cha hê. Bành cha chút ta, rì pha quá dê. Bành cha sang kha ra, tì gô phích khu. Ô kha tinh nô, tì vút cha tì. Dạ con có chỗ nào sai thì xin Ngài và đạo trường sửa, đạo tràng sửa cho con. Và con kính mời người. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô pháp cú 370. Bành cha chinh đề, bành cha cha hề, bành cha chút ta ri phà ba dê. Bành cha sang gà tí gô phích khu ô khá tín nô tí hút cha tí. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Thanh trường âm nhấn, chá đoạn âm, chin trường âm nhấn, đê trường âm thông thường, thanh trường âm nhấn, chá chá hai đoạn âm, hê trường âm thông thường, thanh trường âm nhấn, chá đoạn âm, chút trường âm nhấn, tá phí hai đoạn âm, pha trường âm thông thường, vá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. Bành cha chinh đề, bành cha cha hề, bành cha chút ta ri phà ba dê. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Bành trường âm nhấn, chá đoạn âm, sang trường âm nhấn, ga trường âm thông thường, tí đoạn âm, vô trường âm thông thường, thích trường âm nhấn, cú đoạn âm, ô trường âm thông thường, khá đoạn âm, tin trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, tí đoạn âm, út trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Bành cha sang gà tí gô thích khu ô khá tín nô tí vút chá tí. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 370. Bành cha chinh đề, bành cha cha hề, bành cha chút ta ri phà va dê. Bành cha sang gà tí gô thích khu ô khá tín nô tí vút chá tí. Bành cha chinh đề, bành cha cha hề, bành cha chút ta ri phà va dê. Bành cha sang gà tí gô thích khu ô kha ti nô ti vút cha ti. Đoạn 5, từ bỏ 5, tu tập 5 tối thượng, tỳ kheo cắt 5 trói, xứng danh vượt bộc lưu. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai, con xin tư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, cảm ơn chị Nhật Huỳnh, cảm ơn chị Netta, cảm ơn Thiện Vũ cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú 370. Bành cha chinh đề, bành cha cha hề, bành cha chút ta ri phà qua dề, bành cha sang gà tí gô phích khu ô khá tín nô tí vúc cha tí.
Bành cha chín đề, bành cha cha hề, bành cha chút ta ri phà hoa dề, bành cha sẵn gà tí gồ phích khu ổ khá tín nổ tí vúc cha tí. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Bành là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, chín là trường âm nhấn, đề là trường âm thông thường, bành là trường âm nhấn, chá chá là hai đoạn âm, hề là trường âm thông thường. Câu 2. Banh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, chút là trường âm nhấn, tá rí là hai đoạn âm, pha là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Banh cha chín đề, banh cha cha hề, banh chút ta rí pha quá dê. Câu 3 và câu 4. Banh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, xăng là trường âm nhấn, ga là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, go là trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, ô là trường âm thông thường, khá là đoạn âm, tin là trường âm nhấn, no là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, vúc là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Bành cha sằng gà tí go phích khú ô khá tín nô tí vúc chá tí. Bành cha chín đề, bành cha cha hề, bành cha chút ta ri phà hoa dề, bành cha sằng gà tí gồ phích khu ô khá tín nô tí vúc cha tí. Bành cha chín đề, bành cha cha hề, bành cha chút ta ri phà hoa dề, bành cha sằng khá tí gồ phích khu ô khá tín nô tí vúc cha tì. Bành cha chín đề, bành cha cha hê, bành cha chút ta rì phá hoa dê, bành cha sang ga tì vô phích khu ô kha tín nô tì vúc cha tì. Đoạn năm từ bỏ năm, tu tập năm tối thượng, tỷ kheo cắt năm trói, xứng danh vượt bậc lưu, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc phân tích và kệ xong, con xin xuống mic. Dạ, thân mời Tina. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Dạ. Dạ, thưa con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Hàm Trí Đức, con kính đảnh lễ cô Tư Nữ và thân chào đạo tràng. Con xin đọc bài 370. Pan chát trinh đề, pan chát chát hề, pan chát chút ta rí pa hoa dê, pan chát sang ga tí cô phí cụ ô khá tì nô tí vút chát tí. Bành cha chín đề, bành cha cha hề, bành cha chút ta ri pa wa ye, bành cha sang ga ti go pi ku o ka tin no ti phut cha ti. Con xin phân tích đoạn 1 và đoạn 2. Bành cha chín đề, bành cha cha hề, bành cha chút ta ri pa wa ye, bành trường âm nhấn, chá đoạn âm, chín trường âm nhấn, đề trường âm thông thường, pan trường âm nhấn, chá đoạn âm, chá đoạn âm, thê trường âm thông thường, pan trường âm nhấn, chá đoạn âm, chút trường âm nhấn, tá rĩ hai đoạn âm, pha trường âm thông thường, quá trường đoạn âm, dê trường âm thông thường. Bành cha chín đề, bành cha cha hề, bành cha chút ta ri pa wa ye. Đoạn 3, đoạn 4. Bành cha sang sang ga ti go phi ku o ka tin no ti vu cha ti. Bành trường âm thông thường, chá đoạn âm, sang trường âm nhấn, ga trường âm thông thường, tí trường âm, anh xin lỗi, tí đoạn âm, go trường âm thông thường, phích trường âm nhấn, khú đoạn âm, o trường âm thông thường, khá đoạn âm, tim trường âm nhấn, no trường âm thông thường, tí
đoạn âm, vút, trường âm nhấn, chá, đoạn âm, banh chát, banh chát sang kha, thi cô, phí cú, xin lỗi, banh chát sang kha, thi cô, phí cú, ô khá, tín nô, tí vút, chá tí, con xin đọc lại, banh chát trình đề, banh chát chá hề, banh chát chút tắc rí, pa wa ye, pancha sangha tiko piku o o katino tivut chati. Đoạn âm từ đoạn đoạn năm từ bỏ năm tu tập năm tuổi thượng tỷ kheo cắt năm chói xứng danh vượt bọc lưu hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ thưa con xin cảm ơn con xin ngài và đạo tràng sửa dùm cho con. Dạ con cảm ơn. Dạ con xin đảnh lễ ngài Trí Đức, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật ngôn 370. Con không thấy cái câu này. Bành cha trình đề, bành cha cha hề, bành cha chút ta ri và qua về bành cha sằng kha ti go ti khô phích khu ô gát tình nô ti quốc cha ti bành cha trình đề bành cha cha hề bành cha chút ta ri pha qua về. Banh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, chin trường âm nhấn, đê trường âm thông thường, banh trường âm nhấn, chá đoạn chá chá hai đoạn âm, hê trường âm thông thường, banh trường âm nhấn, chá đoạn âm, chút trường âm nhấn, tá rí hai đoạn âm, pha trường âm thông thường, quá đoạn âm, dê trường âm thông thường. Bành cha chìn đề, bành cha cha hề, bành cha chút ta ri phà quá dê. Bành cha sang gà ti gồ, phích khu ồ gà tình nô ti vúc cha ti. Bành trường âm nhấn, chá đoạn âm, sang sang trường âm nhấn. Ga trường âm thông thường, tí đoạn âm, go trường âm thông thường, phích trường âm nhấn, khú đoạn âm, ô trường âm thông thường, gá gá là gá gá đoạn âm, tinh trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, tí đoạn âm, quốc trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Bành cha sang ga ti go phích khu ô ga tình nô ti quốc cha tí. Bành cha chìn đề, bành cha cha hề, bành cha chút ta ri phà qua về. Bành cha sang ga ti go phích khu ô ga tình nô ti quốc cha tí. Bành cha chìn đề, bành cha cha hề, bành cha chút ta ri phà quá dề. Bành cha sang gà ti gồ, phích khu ồ gà tình nồ ti vúc cha ti. Bành cha chìn đề, bành cha cha hề, bành cha chút ta ri phà quá dề. Bành cha sang ca tì gô phích khô ô gà tinh nô tì vun cha tì. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mít. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá.
Con thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ông Đức Phật, ông Đức Pháp, ông Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Chúa Đức. Con thành kính chư tăng đức ông Đức Lộc Đàn kính đại quý bà quý cô tu nữ kính chào đại trà. Nguyện con đọc một phần tích con pháp cú 370. Ban chát chinh đê ban chát ban ban chát chinh đê ban chát chá hê ban chát chút tá lý pha quá dê. Ban là trường âm nhóm, chá là đẳng âm, chinh là trường âm nhóm, đê là trường âm thông thường, ban là trường âm nhóm, chá chá là đẳng âm, hê là trường âm thông thường. Ban chát chinh đê ban chát chá hê. Câu số 2. Ban chất chút ta đi pha quá dê. Ban là trường âm nhóm, chá là đoạn âm, chút là trường âm nhóm, tá rí là đoạn âm, pha hoặc là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Ban chất chút ta đi pha quá dê. Câu số 3. Ban chất bồn chất xanh gà tí gô phít khú. Ban là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, ga là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, gô là trường âm nhấn, phít là đoạn âm, gô phít là trường âm nhấn, khú là đoạn âm. Ban chá san ga tí gô phít khú. Câu thứ tư. Ô gắt ô gát tinh nô tí vút chát ý. Ô là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, tinh là trường âm nhấn, nô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, vút là trường âm nhấn, chá tí là đoạn âm. Ô gát tinh nô tí vút chát ý. Ban chát chinh đề, ban chát chá hề, ban chát chút tá rí pha quá dê. Ban chá san ga tí gô phít khú ô gá tinh nô tí vút chá tí. Ban chát chinh đề, ban chát chá hề, ban chát chút tá rí pha quá dê. Ban chá san ga tí gô phít khú ô gá tinh nô tí vút chá tí. Con xin kể. Bàn cha chín đê, bàn cha cha hê, bàn cha chút ta rì pha hoa dê, bàn cha san san ga tì khu phi khu, ô ga tinh no tì vua cha tì, đoạn năm từ bỏ năm, tu tập năm tối thượng, tì kheo các năm chốn xứng danh vượt bọc lưu. Đó là bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin xuống mic nó sai chỗ nào xin ngài chỉ giúp ạ. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính định lễ Sư Trí Đức, con kính định lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính lễ cô Phúc Hạnh và kính chào đạo tràng. Và cảm ơn Sư Nhật Quỳnh, cảm ơn Thiên Vũ đã cho biết âm thanh rõ. Con xin đọc và phân tích câu pháp cú 370. Ban chá chinh đề, ban chá chá hề, ban chá chút ta ri phà quá dề, ban chá sang gà chí gô phích khu ô khát chinh nô tí quốc chá tí. Bành chá chinh đề, bành chá chá hề, bành chá chút ta ri phà quá dề, bành chá sang gà tí gô phích khu ô khát chinh nô tí quốc chá tí. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Bành chá chinh đề, bành chá chá hề, bành chá chút ta ri phà quá dề. Ban là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, chinh là trường âm nhấn, đê là trường âm thông thường. Ban là trường âm nhấn, chá là hai đoạn âm, hê là trường âm thông thường. Và câu số 2,
ban là trường âm nhấn, chá là trường âm là đoạn âm, chút là trường âm nhấn, tá lý là hai đoạn âm, pha là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Bành chát sang gà tí gô phích khu ô khá tình nô tí quốc chát tí. Và câu số 3, bành là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, sang là trường âm nhấn, gà là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, gô là trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, khu là đoạn âm. Và câu số 4, ô là trường âm thông thường, khá là trường âm, là đoạn âm, tin là trường âm nhấn, nô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, út là trường âm nhấn, chá tí là hai đoạn âm. Và con xin đọc lại bốn câu. Bành chá thích, bành chá trình đề, bành chá chá hề, bành chá trước ta ni phà qua về, bành chá sân gà tí gồ phích khu ồ khắc trình nô tí quốc chá tí. Và con xin kể. Bình cha chín đê, bình cha cha hê, bình cha chút ta ri phá qua ye, bình cha sang ga ti go phinh khu, ô ca tin nô ti vụt cha ti. Bành chá chinh đê, bành chá chá hê, bành chá chút ta tì vụt. Dạ con kể rồi. Bành chá chinh đê, bành chá chá hê, bành chá chút ta rì phá hoa ye. Bần cha sân ga chi go phi ngu khu, ô kha tin nô ti vụ cha ti. Đoạn năm từ bỏ năm, tu tập năm tối thượng, tỳ kheo cắt năm trói, xứng danh vượt bậc thu. Đó là bản ở chuyện ngữ chư Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc và kể xong. Dạ, con cảm ơn đạo tràng, cảm ơn sức Nhật Quỳnh. Nên tự xin mời đạo tràng lên trả bài tiếp ạ. Nam mô Bố Thầy giá. Dạ, Nam mô Bố Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức. Quý cô tu nữ kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài hôm nay. Bành cha chín đề, bành cha cha hề, bành cha chút ta ri phà quá dề, bành cha sang gà tí gồ biết khu ồ ca tình nồ tí quốc cha tí. Bành cha chín đề, bành cha cha hề, bành cha chút ta ri phà quá dề, bành cha sang gà tí gồ biết khu ồ ca tình nồ tí quốc cha tí. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Bành cha chín đề, bành cha cha hề, bành cha chút ta ri phà qua dề. Bành là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, chín là trường âm nhấn, đề là trường âm thông thường. Bành là trường âm nhấn, chá, chá là hai đoạn âm, hề là trường âm thông thường. Bành là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, chút là trường âm nhấn, tá rí là hai đoạn âm, pa là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Và câu số 3 và câu số 4. Bành cha sang ga tí go pik khu ô kha tin no tí wut cha tí. Và bành là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, ga là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, go là trường âm thông thường, phích là trường âm nhấn, khú là đoạn âm, ô là trường âm thông thường, khá là đoạn âm, tin là trường âm nhấn,
No là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, quốc là trường âm nhấn, chá, tí là hai đoạn âm. Bành chá sang gà tí gô pít khu ô khá tình nô tí quốc chá tí. Dạ con xin đọc lại ạ. Bành chá trình đề bành chá chá hề bành chá chút tá rí phà quá dề bành chá sang gà tí gô pít khu ô khá tình nô tí quốc chá tí. Đoạn 5, từ bỏ 5, tu tập 5 tối thượng, tỷ kheo cắt 5 trói, xứng danh vượt bọc lưu. Bành chá chín đê, bành chá chá hê, bành chá chút ta rì phá hoa dê. Bành chá sang ga tì khô biến khu, ô khá tín nô tì quân chá tì. Bành chá chín đê, bành chá chá hê, bành chá chút ta rì phá hoa dê. Bành chá sang kha tì gô biến khu, ô khá tín nô tì quân chá tì. Dạ con đã đọc bài xong, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ con xin mời đạo tràng tiếp tục ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Con kính đảnh lễ Đức Chư Tôn, Ngài là bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác. Con kính chào, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con kính chào quý cô bác anh chị đạo tràng. Con xin đọc đoạn 370. Pancha chinde pancha chahe pancha chuttari bhavaje pancha sangati go bhikkhu bhikkhu o gatino tibuchati. Pancha chinde pancha chaye pancha chuttari bhavaje pancha sangatino bhikkhu khatin noti vuchati. Dạ con xin phân tích hai câu đầu ạ. Pancha chinde pancha chaye pancha chuttari bhavaje. Pan là trường âm nhấn, cha là đoạn âm, chin là trường âm nhấn, đê là trường âm, pan là trường âm nhấn, cha là đoạn âm, cha là hai đoạn âm, hê là trường âm, pan là trường âm nhấn, cha là đoạn âm, chút là trường âm nhấn, tari là hai đoạn âm, pha là trường âm, wa là đoạn âm, dê là trường âm. Pancha chinde pancha chaye pancha chutta rifa wa dê. Con xin phân tích hai câu sau. Pancha sangati go bhikkhu o gatino ti vuccati. Pan là trường âm nhấn, cha là đoạn âm, sang là trường âm nhấn, ga là trường âm, ti là đoạn âm, go là trường âm, thích là trường âm nhấn, khu là đoạn âm, ô là trường âm, ga kha là đoạn âm, thì là trường âm nhấn, nô là trường âm, ti là đoạn âm, vút là trường âm nhấn, cha thi là hai đoạn âm.
Pancha Sangha Tigo Piku O Gati Noti Vuchati. Dạ, con xin được kệ ạ. Pancha Chinde Pancha Chahe Pancha Chuta Ripa Waze Pancha Sangha Tigo Piku O Gati Noti Vuchati. Pancha Chinde Pancha Chahe Pancha Chuta Ripa Waze Pancha Sangha Tigo Piku O Gati Noti Vuchati. Đoạn 5 từ bỏ 5 tu tập 5 tối thượng tỳ kheo cắt 5 chói xứng danh vượt bậc lưu ạ. Dạ, do hòa thượng Thích Minh Châu dịch ạ. Dạ, con xin cảm ơn ngài Trí Đức và đạo tràng ạ. Con xin hết ạ. Dạ, có cái gì sai con xin ngài Trí Đức và đạo tràng sửa cho con ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn chung quanh. Nam mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chi công đức nhục bình kính chào đạo tràng và cảm ơn thiện vũ. Rồi, tính mời xích An Nhiên chạy mất tiêu. Dạ, cảm ơn Hoàng Nguyệt cho nhục bình biết được tín hiệu. Dạ, nhục bình kính mời bằng tay quý vị. Còn vị nào chưa đọc bài, chưa trả bài thì xin đưa bằng tay xinh đẹp của mình lên. Quỳnh Nhân Nhật Hạ điểm danh dùm Nhật Quỳnh coi còn vị nào. À, còn Phố Biển nè, còn Duyên nè, còn chị Hai Thi nè, Quang Thanh nè, phải không quý vị? Dạ, phải không Quỳnh Giang Nhật Hà? Cho Nhật Quỳnh coi điểm danh phụ Nhật Quỳnh đi. Dạ, chị Hai Thi có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Alo, alo, chị Hải Thi có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Đúng hả? Vậy là... Dạ, cảm ơn cô. Dạ, chị Hải Thi ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Alo, alo. Chị Hải Thi cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Nếu mà chị nghe được âm thanh Nhật Quỳnh, cho một tín hiệu để Nhật Quỳnh có thể tâm sự với chị một chút đi. Alo, alo. Rồi, để cái nick đây, không có chịu thèm nghe rồi. Dạ. Bây giờ còn ai nữa? Còn Phố Biển bữa nay cầm mic được không? Phố Biển, Duyên nè bữa nay. Quỳnh Giang Nhật Hà ơi, bữa nay Duyên mắc lo làm giàu. Quỳnh Giang Nhật Hà ơi, giờ này chẳng có giúp nhích gì hết. Nay mắc lo làm giàu rồi. Sao? Cầm mít được không mà đưa cái mặt lên mình đỏ ao vậy? Được hay không? Chưa dám hả? À? Rồi, bây giờ có chị trước máy phải không? Bây giờ Nhật Quỳnh chỉ mời chị đưa bàn tay lên cầm mít thôi. Cầm thử mít thôi. Chào đạo tràng thôi. Từ từ sẽ dặn dĩ lên. Chứ bây giờ mà chị ngồi ở dưới cái này hoài, không bao giờ dám cầm mít, không bao giờ trả bài được đâu. Chị cứ đưa bàn tay chị lên đi, cứ cầm mít đi, chào đạo tràng thôi cũng được nữa. Dạ, chào đạo tràng thôi, rồi ngày mai, ngày mốt, ngày bữa kia vậy đó. Hồi nào thấy giảm một chút xíu nữa thì đọc Pali cũng được, không có thì cứ đọc tiếng Việt cũng được. Ở đây ngài Trí Đức rất là rộng rãi, có nghĩa là... Rồi bây giờ xin mời bàn tay chị cầm mít đã. Chứ chắc cái giấy này không định nghĩa. Dạ, mời chị nha.
Dạ, chị Hai Thi chưa biết cầm mic, chị đang dùng máy gì, máy laptop hay là điện thoại. Dạ, cho biết một tín hiệu đi, sẽ có thầy chỉ dẫn liền. Chị ơi, cứ cầm mic đi, đừng có đứng ngay hết á. Bây giờ chị dùng máy gì, chị chắc lên đi, sẽ có thầy. Rồi, cell phone, xin mời Huynh Giang Nhật Hà đưa bàn tay lên. Ông thầy ơi, chỉ dùm chị đi. À, chị này cũng ở nước Mỹ, không phải ở Việt Nam. Nên là Huynh đâu rồi, đưa bàn tay lên nha. Yeah, mời ông thầy. Dạ chào cô Hai Ti, dạ con cũng học viên trong lớp, không có phải thầy đâu cô. Cô Nhật Quỳnh cô nói quá đó. Dạ. Dạ nếu mà cô mà dùng phone á thì cô dùng bấm vô cái nút mà chính ở phía dưới đó cô, nó có cái nó có những cái hình á, thì nó có một cái hình gần như là vòng tròn, nó bị lõm một tí xíu, rồi ở giữa là có cái hình nó giống như cái ly kem vậy đó. Cô bấm vô cái hình đó thì nó có một cái hiện lên một cái thanh mà màu xanh lá cây, thì cô bấm vô đó rồi cô trượt lên nhẹ để giữ cái mic, thì cô sẽ có thể nói chuyện được với đạo tràng. Sau đó cái thanh màu xanh nó biến thành màu đỏ đó, thì cô nói xong á thôi, có thể bấm vô cái màu đỏ đó thì cô có thể trả cái mic lại cho đạo tràng. Và con có thể mời cô thử đưa tay và cầm mic nha cô. Alo, dạ hồi nãy là cô có cầm mic được rồi đó, nhưng mà cô nhớ cô giữ cái tay vô cái màu xanh đó, xong rồi cô đẩy lên nhẹ thì nó sẽ giữ luôn, chứ nếu không là nó cứ bị rớt cái mic á. Cô có thể cô cầm giống như hồi nãy đó, là cô đẩy vô cái màu xanh xong rồi trượt cái tay lên để nó giữ luôn, thì lúc này nó hiện qua màu đỏ thì cô thả tay ra cô có thể nói được. Dạ con mời cô à. Dạ được chứ ạ. À? Dạ thưa, xin con xin đọc ạ. Dạ nếu mà có sai thì xin anh đạo tràng sửa cho con. Pancha chinde pancha jahe pancha chuttari bawaye pancha samatigo bhikkhu ogatino ti u chati. À, có đúng không ạ? Đoạn năm từ bỏ năm, tu tập năm tối thượng, khéo cắt năm chói, xưng danh vượt bọc lưu. À, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Pan cha, pan là trường âm. Dạ cái này thì con chưa biết ạ, để kỳ sau con sẽ đọc. Dạ pan cha, pan là trường âm, cha là đoạn âm. Chin chin de chin là trường âm nhấn,
D là trường âm pan cha, pan là trường âm cha. Con không biết. Cha he là hai bản âm. Pan cha, pan là trường âm, cha là đoạn âm. Chút ta ri, chút là dạ, thưa cho con đọc lại kỳ sau không ạ? Tới kỳ này con chưa biết lắm. Dạ. Pan cha sangkatiko pan trường âm cha con không biết là gì hết. Dạ, dạ thưa xin cho con hết, mai con sẽ xin khá hơn. Dạ. Xin lỗi chị nha, Nhật Quỳnh phải bỏ bích chị xuống. Cái đường nét Nhật Quỳnh nó lu bu quá nên Nhật Quỳnh thấy chị bị vậy mà Nhật Quỳnh không có giúp được. Hay rồi, cho nha. Quỳnh Giang Nhật Hà cầm bích Kim Nhật Quỳnh chút xíu đi. Quỳnh Giang Nhật Hà bên Facebook Nhật Quỳnh nó bị rớt nét, hoặc Kim Nhung. Ờ Hà ơi giúp giùm nha. Dạ, Nam Mô Bích Tha, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sân Ca. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào đạo tràng. Dạ, con chưa trả bài cô Nhật Quỳnh, thôi để con cầm mic. Ủa, con kéo xuống ngủ đang mất tiêu cái bài học. Bành cha trình đề, bành cha cha hề, bành cha chút
tarifa waye bancha sangha tigo fikku ogati ogatino tibuchati bancha chinde bancha chahe bancha chutarifa waye bancha sangha tigo pikku bành là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, chinh là trường âm nhấn, đê trường âm thông thường, bành là trường âm nhấn, chá, chá giá là hai đoạn âm hay trường âm thông thường. Bành cha chinh đề, bành cha cha hề, bành cha chút ta ri, phá quê, phá quá chê, phá quá dê. Banh là trường âm nhấn, chá đoạn âm, chút trường âm nhấn, nhấn. Tá rí hai đoạn âm, pha trường âm thông thường, quá đoạn âm, chê, dê là trường âm thông thường. Banh cha trình đề, banh cha cha hề, banh cha chút tá rí và quá dê. Banh cha sang gà, thi gồ phích. Khu ô gác tình nô tí quốc chá tí. Banh là trường âm nhấn, chá đoạn âm sang trường âm nhấn, gia trường âm thông thường, tí đoạn âm vô trường âm thông thường. Phích trường âm nhấn, khu đoạn âm. Banh chá sang gà tí gô phích khu ô gác tình nô tí quốc chá tí. Ô trường âm thông thường, gá đoạn âm, gá tí đoạn âm, gá, nè, con xin lỗi, ô trường âm thông thường, gá đoạn âm, tinh trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, tí đoạn âm, quốc trường âm nhấn, chá, tí là hai đoạn âm. Banh chá sang gà tí gô phích khú ô gá tình nô tí quốc chá tí. Bành cha trình đề, bành cha cha hề, bành cha chú ta rí và quá về, bành cha sẵn gà thi vô phích khú, ồ gà tình nồ thi hút cha tí. Đoạn năm, từ bỏ năm, tu tập năm tối thượng, tùy theo các năm trối, xứng danh bậc một lưu. Banh cha chinh đế, banh cha cha hề, banh cha chút ta vi pha hoa ye. Banh cha sang ga tu vô phích khu, ô ga tinh nô tu vô cha tì. Dạ, con kính trao mít lại cho đạo tràng. Dạ, con có sai xin ngài sửa và đạo tràng sửa. Alo, 123, 123, Sik Hà. Anh chị ô kha tinh nô, ô kha hả, chứ không phải ô gá nha. À, Sik Hà đọc qua chỗ này ô gá, không phải. Chữ V, chữ H, chúng ta đọc là chữ K, chữ H ha. Ô kha tinh nô kha, chứ không phải là gá nha. À, chỗ này thì Sik Hà đọc chữ gá. Sa thú quý vị đã hoàn thành rất là tốt đẹp tổ Phật môn 370. Quý vị này không biết gọi như thế nào, 2020 này. Quý vị này không biết tên thế nào để mà xưng hô ha. Nhưng mà hôm nay cầm biết vô được ha, giọng nói rõ ràng thì chắc rằng tương lai sẽ thành công. Quý vị cứ mạnh dạn, và chính cái sự mạnh dạn của quý vị sẽ vượt lên chính mình. Giọng đọc tốt, âm thanh tốt, đó là một sự thành công. Bởi vì khi chúng ta đọc
chúng ta biết đúng, biết sai. Mà lần đầu tiên là chắc chắn là sai nhiều hơn là đúng ha. Nhưng mà từ cái sai đó thì chúng ta sửa. Để rồi coi như chúng ta có được một cái giọng đọc tốt hơn ha. Sa thủ xin gì đây 2020. Có thể chat lên cho bà con biết mình tên gì để sự xưng hô cho nó dễ một chút. Chứ nhìn vô chúng ta không biết là không biết đọc thế nào đấy ha. Tiếng Việt Nam nó khổ đế vậy. Rồi mời xích ha, cho biết danh tánh ha, tên để cho nó dễ xưng hô ha. Mời xích 2020. Dạ, hình như là cô Hai Ti hình như là bấm vô cái camera thì phải. Cô có thể, con thấy cô giơ tay rồi đó. Cô có thể cô bấm vào cái mà kế bên cái camera, cái chính giữa đó. Nó hình giờ bầu dục giống như cái ly kem vậy đó. Thì cô sẽ cầm mic và nói giống như lúc nãy. Dạ, con mời cô ạ. Dạ, dạ thưa nghe, nghe không ạ? Dạ thưa con là Hải ạ, con tên là Hải, nhà ở San Diego, California. Dạ. Con rất mừng con được vào trong cái room này. Dạ, con xin thầy và quý đạo hữu chỉ cho con, tại vì con rất thích học tiếng Pali ạ. Dạ vâng ạ, Hải ạ. Dạ. Dạ, dạ thưa con xin hết ạ. Sa thủ chào xin Hải ha. Rồi, chữ Hải thấy đẹp vậy, còn có chữ Tí nữa là sao? Tức là chắc nhỏ con hay là sao mà gọi là Hải Tí? Mình chào chị Hải ha.
Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục ha, câu Phật ngôn 370. Xin Nhật Quỳnh, ổn định chưa? Đường truyền có tốt không? Hôm nay không có Sít Như Quang ha, hỗ trợ. Sít Như Quỳnh cố gắng ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào tự vận ha. Tức là chúng ta học thì chúng ta phải hiểu ý nghĩa của những từ này như thế nào ha. Bành cha chinh đề bành cha cha hề, bành cha chinh đề bành cha cha hề ha. Câu đầu tiên chúng ta có bốn từ, bành cha là một, chinh đề là hai, bành cha là ba và cha hề là bốn. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này ha. Bành cha, bành cha, bành cha đây là một cái số số, ví dụ như 1 2 3 4 5 6 đó ha. Thì cái số mà chữ bành cha ở đây có nghĩa là năm, bành cha là năm ha. Rồi chữ thứ hai là chinh đề. Chinh đề do căn ngữ chích, đây là một cái động từ số ít, có nghĩa là nên chặt đứt, nên chặt đứt. Bành cha chinh đề, nên chặt đứt. Rồi chữ bành cha, chữ đức mà sao mà như chữ đắc hả? Chữ Nhật Quỳnh, trời ơi kỳ kỳ, nghe nghe tôi tên đức rồi sợ không dám, không dám chán đi chữ đức hả? Đúng rồi, chữ đức đó đúng rồi, chữ đức mình sẽ là phạm quý ha, còn đức này là đức bóng á ha, nên chặt đức. Rồi rồi bên trái là năm nữa ha. Rồi chữ cha hề, cha hề đây cũng là một động từ số ít, chữ cha hề ở đây có nghĩa là nên đoạn trừ hay là nên từ bỏ, nên đoạn trừ hay là nên từ bỏ. Bình cha biết rồi, có sẵn rồi, chỉ cần ở chữ cha hề nè, cha hề là nên từ bỏ, nên đoạn trừ. Vậy thì câu đầu tiên này, bành cha chinh đề bành cha cha hề, có nghĩa là nên chặt đứt, nên chặt đứt năm nè ha. Rồi nên từ bỏ năm nè ha. Thì chặt đứt là gì, chặt đứt cái gì đây, gọi là hạ phần kiết sử. Bành cha chinh đề nè, nên chặt đứt năm hạ phần kiết sử. Rồi bành cha cha hề, nên từ bỏ năm cái thượng phần kiết sử. Tức là nói về 10 sợi dây trói buộc, 10 kiết sử thì chặt đứt hạ phần kiết sử 5 ha. Rồi từ bỏ hay là đoạn trừ 5 thượng phần kiết sử, chính những cái kiết sử này, những sợi dây trói buộc này làm cho chúng ta phải sanh tử luân hồi ha. Tức là không có thoát ra khỏi tam giới được, mà vẫn là cổ đế dày dài ha. Rồi bây giờ qua câu số 2, bành cha chút ta ri phà qua về, bành cha chút ta ri phà qua về. Câu số 2 chúng ta có 3 từ, bành cha là 1, chút ta ri là 2, phà qua về là 3. Bành cha quý vị biết rồi ha, số 5 ha, bành cha là 5, chút ta ri, chút ta ri ở đây chúng ta thấy chữ cha cộng với utari, chữ utari nó là một cạn từ, có nghĩa là hơn nữa, xa hơn, hoặc là
Uttara thì nó có nghĩa là cao hơn hoặc là ở trên. Nếu mà tính từ thì nó có nghĩa là cao hơn, trên. Nó là tràng từ thì hơn nữa, xa hơn. Và chỉ chá ở trước có nghĩa là và. Chỉ chá ở trước có nghĩa là và. Và chỉ chá đó nó mất đi cái chữ á và nó dính liền với chữ u, gọi là chút ta ri ha, chút ta ri. Và hơn nữa ha, và hơn nữa chút ta ri. Rồi cái chữ cuối cùng pha qua về do căn ngữ phu, do căn ngữ phu, đây là một động từ số ít. Pha qua về có nghĩa là nên tu tập, nên làm cho hiện hữu, nên tu tập, nên làm cho nó phát sinh. Pha qua về. Vậy thì câu số 2 này, banh cha chút ta ri pha qua về. Bành cha chút ta ri pha qua về. Có nghĩa là và nên tu tập hơn nữa về năm quyền. Bành cha là số 5 ha. Mà bành cha ở đây thì ám chỉ về năm quyền. Năm quyền đó là gì? Năm quyền đó tức là tính, tấn, niệm, định và tuệ. Tính, tấn, niệm, định và tuệ. Còn ở trên á, năm cái hạ phần kiết sử, tức là nói về thân kiến nè, hoài nghi nè, giới cấm thủ nè, dục ái và sân hận, đó là hạ phần kiết sử ha. Còn thượng phần kiết sử có nghĩa là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, trảo cử và vô minh, đó là năm thượng phần kiết sử. Còn ở đây nói về quyền, năm quyền á, tức là tính nè, tấn nè, niệm nè, định nè, và tuệ quyền ha. Tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tuệ quyền. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 3. Câu số 3. Alo, câu số 3 đâu rồi? Bành cha sằng gà tí gô phích khu. Bành cha sằng gà tí gô phích khu. Câu số 3 có hai từ ha. Hai từ. Cái chữ bành cha sằng gà tí gô. Bành cha sằng gà tí gô do ba từ cộng lại. Bành cha là 1 ha, bành cha là 5 ha. Sằng gà do cái từ sằng gà, nó là một danh từ nam tính, á lần ta phung linh gà. Sằng gà có nghĩa là sự ràng buộc, sự ràng buộc ha. Rồi atigo, atigo do cái từ atiga. Atiga đây là một cái dạng quá khứ phân từ ha, do cái căn ngữ gầm, tức là cái động từ gachati là đi. Và atiga ở đây, atiga ở đây được đứng làm chủ từ số ít. Bạch ma ekawatana vipatti, atiga nó biến thành atigo. Atigo. Vậy thì cái từ này do ba từ cộng lại ha. Do ba từ cộng lại. Bành gia nè, sân gá nè, atigo. Thì mình nó đáp lại như vậy. Bành gia sân gá atigo có nghĩa là người đã vượt qua năm sự trói buộc. Người đã vượt qua cái sự ràng buộc, mà năm sự ràng buộc đó tức là tham, sân, si, ngã mạn và tà kiến. Sự ràng buộc của tham, sân, si, ngã mạn và tà kiến.
ai đã vượt qua cái đó, phi khu là vị tỳ khưu. Phi khu vị tỳ khưu đã vượt qua năm sự ràng buộc hoặc là năm kiết sử, đó là tham sân si ngã mạn tà kiến. Ôi xong chưa? Rồi câu cuối cùng, ô khát tình nô thiêu vô chặt tí, ô khát tình nô thiêu vô chặt tí, ô khát tình nô, ô khát tình nô tí ha. Chữ ô khát tình nô ở đây, chữ ô khát nó là một danh từ nam tính ha, nhớ chỗ này chữ khá xích à. Ô khát chứ không phải ô gán à. Ô khát nó là một danh từ nam tính, á còn tá bùng lừng ga. Ô khát ở đây có nghĩa là cận lục. Quý vị ở bên đó chưa gặp, về Việt Nam thì thấy chữ ô khát này tức là lũ lụt miền Trung á, thiên tai ha. Thiên tai lũ lụt sụp đất và tùm lum tà la thì có chữ ô khát này, đó là trầm lũ, trầm lụt. Rồi chữ tinh nô do cái từ tinh ná. Tinh ná ở đây nó đứng trong cái dạng quá khứ phân từ. Tinh ná có nghĩa là đã vượt qua, đã vượt qua. Nhưng mà chữ tinh ná nó đứng làm chủ từ số ít, tức là bạch tham án e cơ quá chân quỷ pháp tí, cho nên tinh ná biến thành tinh nô. Chữ tinh nô có nghĩa là đã vượt qua trận lục. Ô khát tinh nô đã vượt qua trận lục. Rồi thêm chữ tí hay sao nữa? Tí là như vậy, tức là chữ ý tí á, nó dính liền vào đó. Nhưng mà trong cái logo xanh tí bỏ gì chữ ý mà chúng ta thấy ô khát tinh nô tí, thì như vậy đã vượt qua trận lục. Như vậy đã vượt qua trận lục ha. Rồi thêm cái từ vô chặt tí này nữa. Vô chặt tí là được gọi, được gọi, được gọi đã vượt qua dòng nước lũ hay trận lục. Mà dòng nước lũ hay trận lục đó có nghĩa là nói về bọc lưu ha, nói về bọc lưu. Thì quý vị biết khi bọc lưu tức là dòng nước lũ mà có bốn ha, bốn bọc lưu. Rồi như vậy thì từ vựng chúng ta cũng đã giải quyết xong ha. Chúng ta có được một cái ý nghĩa nên chặt đứt năm hạ phần kiết sử, nên từ bỏ năm thượng phần kiết sử, nên tu tập hơn nữa về năm quyền, là người đã vượt qua năm sự ràng buộc tham sân si ngã mạn tà kiến. Vị tỳ khưu được gọi là đã vượt qua bốn dòng nước lũ, tức là bốn bọc lưu, nên chặt đứt năm hạ phần kiết sử, nên từ bỏ năm thượng phần kiết sử, nên tu tập hơn nữa về năm quyền, là người đã vượt qua năm sự đồng buộc tham sân si ngã mạn tà kiến. Vị tỳ khưu được gọi là đã vượt qua bốn dòng nước lũ. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này. Tỳ kheo cắt đứt năm dây, vượt qua năm ải, bủa vây lối về, tấn tu năm pháp bồ đề, vượt cơn lũ lớn, vượt cơn lũ lớn, dòng mê xứng người. Tỳ kheo cắt đứt năm dây,
vượt qua năm ái, bủa vây lối về. Tấn tu năm pháp Bồ Đề, vượt cơn lũ lớn, dòng mê xứng người. Rồi, Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngắn gọn hơn. Đoạn 5, từ bỏ 5, tu tập 5, tối thượng, thì theo các năm trói, xứng danh vượt bậc lưu. Đoạn 5, từ bỏ 5, tu tập 5, tối thượng, thì theo các năm trói, xứng danh vượt bậc lưu. Cái này chi pháp nhiều ạ. Cái này để cho quý vị ha, để cho quý vị là thảo luận, bởi vì quá rộng rãi trong cái câu Phật ngôn này. Như vậy thì chúng ta thảo luận về nội dung này ha. Đó là cái chuyện của quý vị, còn chúng tôi thì phải đi lo công việc chứ. Ngồi đây là thấy ở ngoài kia rối đồ hình rồi. Ngày mai là lễ, mà hôm nay thì lu bu quá, nên đang hơi phóng tâm, quý vị thông cảm ha. Rồi, nhường đạo tràng để cho quý vị tự xử nha, chứ không phải là như Sĩ Ca Kim mà nói gì tự sướng gì kỳ cục ấy, ha? Tự xử, tức là chúng ta phải tùy duyên sinh hoạt theo cái nội dung. Quý vị thấy tùm lum vậy thì biết làm sao mà ngồi đây được hả? Rồi, xin mời quý vị. Rồi, xin chào Nhật Quỳnh Hoa Mỹ, hồi đông đông rung luôn ha. Dạ, Ngài yên tâm xử lý dưới đất đi, để trên này chúng con tự xử. Dạ, cảm ơn Quang Thanh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn Hoa Nguyệt. Dạ, nãy giờ ra đường nét đó quý vị, nó giật Nhật Quỳnh kêu bằng khơ khao luôn. Và Ngài nói Nhật Quỳnh nghe câu được câu mất nè, mà cố gắng để gõ chữ nên có phần sai, Nhật Quỳnh xin sám hối với đạo tràng. Dạ. Vậy cái máy mà đưa Facebook lên nó giục mất đường nét luôn. Dạ. Nên thôi bây giờ là cái đoạn sau này là không có được đưa lên Facebook rồi, quý vị hoan hỷ nha. Cố gắng hết sức rồi nhưng mà cũng không còn được nữa. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, mà nãy còn giờ còn vị nào chưa có đọc bài, kính mời bằng tay quý vị nha. Nhật Quỳnh kéo lâu riết thì được chị Hải ha. Dạ, chị Hải lên cầm mic là cũng một điều rất là may rồi. Quỳnh Gia Nhật Hà, tại sao Nhật Quỳnh gọi là thầy? Thầy có nghĩa là giúp đỡ những người, dạ, giúp đỡ những người không cầm mic được. Quỳnh có giọng nói rất là vững vàng, thì có thể hướng dẫn rất là nhiều người cầm mic, nên gọi là thầy cũng không có sao. Học một chữ cũng là thầy phải không quý vị? Nên gọi Quỳnh Giang Nhật Hà là thầy thì cũng đâu có gì quá đáng phải không quý vị? Đồng ý không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi chứ. Dạ đúng rồi, nhưng dù gì cũng là quỳ dạy để cho người khác cầm mic được là một điều rất là xa tú rồi, nên là Quỳnh Nhật Hà đừng có lo. Dạ, cảm ơn chị Quỳnh, đừng có lo. Bích miệng không có bích được đâu, Nhật Quỳnh nói điều phải mà đâu có nói điều quẩy đâu mà bích miệng, đâu có dám được. Nhưng mà đây là đạo tràng cũng quan hỷ mà, thấy không? Chị Hải đó, có bị em nói chuyện Nhật Quỳnh rồi, nên Nhật Quỳnh mới mạnh dạn mời như vậy đó. Thành ra Nhật Quỳnh rất là hoan hỷ hôm nay cầm mic được, là lần sau cầm mic được phải không quý vị? Nên Nhật Quỳnh có tội ở trong nhất là hay lôi kéo. Nhật Quỳnh biết Nhật Quỳnh có cái tội nó rất là lớn, nhưng mà Nhật Quỳnh rất là hoan hỷ lôi kéo quý vị làm thiện pháp mà, nên đâu có xúi dạy đâu phải không? Nên là Nhật Quỳnh hoan hỷ lắm. Thôi bây giờ thì đỡ mic cho Ngài để Ngài không có phải bị phân tâm. Thôi để Nhật Quỳnh Quỳnh Gia Nhật Hà chuẩn bị nha. Không phải đừng gọi bằng thầy rồi mắc cỡ không cầm mic. Để Nhật Quỳnh trả bài rồi mời vị nào chưa trả bài đến cầm mic trả bài đi. Rồi mời Quỳnh Nhật Hà chia sẻ đến hết giờ, hoặc đạo tràng chia sẻ đến hết giờ. Rồi Nhật Quỳnh có bổn phận đóng chung. Dạ, để cho Ngài
thầy yên tâm, tại vì ngày mai là gọi là đại lễ rồi, rất là hoan hỷ với những vị ở Việt Nam sẽ chuẩn bị tinh thần ngày mai đi lên Ngọc Lạc rồi. Dạ, Nhật Quỳnh nhớ năm ngoái Nhật Quỳnh cũng về kịp mà để dân y chùa Ngọc Lạc, về không kịp, dạ về không kịp, nhưng mà cũng rất là vui, cũng có người nhà. Năm nay Quang Thanh cũng đâu có thể nào mà vào trong Đồng Nai được để mà dự lễ dân y ha. Phố biển nè, phố biển Quy Nhơn đã từng vào miền Nam để dự lễ dân y, cũng như mà Xu Khá Anh Đúc Khá đó. Có năm Nhật mình về Việt Nam nó gặp Xu Khá Anh Đúc Khá đó, rồi gặp ở chùa Ngọc Đạt, rồi gặp ở chùa Vũ Đức, nó rất là vui thật sự. Mà ở bên đây, ồ bữa nay có cô Phúc Hạnh vào hả, đời gì mắc cỡ nữa. Phố biển nè, lúc này là hồi chưa có gia đình á thì bay nhảy lung tung, bây giờ có gia đình rồi phải làm bổn phận dâu con rồi, hết đi rồi, hết có được vào miền Nam rồi. Nhưng mà không sao, cứ có hiếu với cha đi rồi thì có phước lớn hơn. Chỉ hùng chút chút vậy là đã phước lớn lắm rồi. Nên Nhật Quỳnh thấy mình tùy theo hoàn cảnh tạo phước, không phải mình phải đi tới chỗ chùa mình dân y mới làm, mình có đủ đầy đủ phước báo. Nhật Quỳnh thấy phố biển nào, Quang Thanh nè, cô tu nữ Phúc Hạnh nè, và thấy vậy hả, cô đi khám bệnh hả, và thấy làm lễ ở chùa Phước Quang rất là hoan hỷ luôn đó. Và Nhật Quỳnh không có có dư thời gian nên Nhật Quỳnh xin cầm mic một chút để chia sẻ ngày mà ở chùa Phước Quang đó làm lễ dân y. Nhật Quỳnh rất là vui nha, theo dõi từ lúc mà quý vị ra đón chư tăng rồi đi về tới chùa rồi chúc phúc cho ba chồng của khu biển, rồi làm lễ dân y, dân tân xá. Trời ơi, Nhật Quỳnh theo dõi mà rất là hoan hỷ luôn, phải nói là nghĩ hoan hỷ chắc cũng là có phước rồi, phải không có việc, phải không cô Phúc Hạnh? Nhật Quỳnh nghĩ gì nha, rất là theo dõi từ chút thì chút. Mà phải nói là thời gian đi rất là lẹ, phải không có biết. Mới năm ngoái Nhật Quỳnh có mặt ở nhà của cô Biển, mà bây giờ thì không còn thể đi về được nữa rồi. Mến chào cà rốt. Hỏi không, nãy sao không thấy cô Biển à? Nhật Quỳnh đã là thế cô Biển nha cà rốt. Nhật Quỳnh thấy vậy? Tại vì năm nay làm dâu rồi, phải coi cha chồng, biết chưa? Cà rốt này biết chưa? làm dấu hiếu á, thành ra không có được đi vào miền Nam để dự lễ dân y. Dạ, rất là xa thú. Thôi bây giờ thì Nhật Quỳnh xin phép được trả bài. Dạ, rồi mời quý vị lên chia sẻ nha, để cho hết giờ. Dạ. Đúng rồi đó, thấy chưa? Vô rung còn không được nữa kìa, làm sao mà đi vô Việt Nam được. Nhưng mà không sao, làm dâu tốt là đã là một phước lớn rồi. Dạ, con xin trả bài Pháp Cú Kinh 370. Bành chất trình đề, bành chất chá hề, bành chất chút ta đi phà qua về, bành chất sẵn khà tí gơ, phịt cú ơ cá tình nơ tí phút chặt tí. Bàn cho trình đề, bàn cho chặt hề, bàn cho chút ta đi phà qua về, bàn cho sẵn khá tí gơ phiêu ơ khá tình nơ tì vượt cho tí. Bàn cho trình đề, bàn cho chặt hề, bàn cho chút ta đi phà qua về, bàn cho sẵn khá tí gơ phiêu ơ khá tình nơ tì vượt cho tí. Đoạn. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Banh trường âm nhấn chá đoạn âm, chinh trường âm nhấn đê trường âm thông thường, banh trường âm nhấn chá đoạn âm, chá đoạn âm hê trường âm thông thường, banh trường âm nhấn chá đoạn âm tút chút trường âm nhấn tá rí hai đoạn âm pha
trường âm thông thường, quá đoạn âm dê trường âm thông thường. Bàn cha trình đề bàn cha chặt hề bàn cha chút cha riết hòa quá dê. Câu 3 và câu 4, bàn trường âm nhấn, chá đoạn âm, sanh trường âm nhấn, ga trường âm thông thường, tí đoạn âm, gô trường âm thông thường, phích trường âm nhấn, khú đoạn âm, ô trường âm thông thường, khá đoạn âm, tinh trường âm nhấn, nô trường âm thông thường, tí đoạn âm, quýt trường âm nhấn, chá tí hai đoạn âm. Bành cho sành gà tí gờ việt khu ô khách tịnh nơ tí quýt chá tí. Con xin đọc lại hết bài. Bành cho trình đề, bành cho cha hề, bành cho chút ta đi phà qua về, bành cho sẵn gà thì gơ phịch cứ ơ khát tịnh nơ thì bột cho tích. Đoạn 5, từ bỏ 5, tu tập 5, tối thượng tỷ kheo, cắt 5 trói xứng danh, vượt bậc lưu. Và đây là biển chữ ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Bành cha trình đề, bành cha cha hề, bạn cha chút ta đi pha qua về, bạn chẳng kha thì gơ việc khu ở kha tinh nơ thì vuốt cha tì, bạn cha chinh đê, bạn cha cha hê, bạn cha chút ta đi pha qua về, bạn cha sanh ra thì gơ việc khu ở kha tinh nơ tì bút cha tì. Dạ, không có ngày trước máy. Nhật Quỳnh kính mong đạo tràng, Nhật Quỳnh có sai chỗ nào mời quý vị chỉnh sửa, Nhật Quỳnh sẽ sửa. Dạ, bây giờ còn vị nào chưa đưa bàn tay lên thì kính mời để Nhật Quỳnh coi coi có vị nào mới vào không nha. Nãy giờ, ô, quán chào Như Quang. Xin lỗi người đẹp nha, nãy giờ không thấy người đẹp, người im ru. Dạ, kính mời đạo tràng, và vị nào chưa có trả bài thì kính mời bằng tay. Rồi, không có vị nào chưa trả bài hết. Vậy mời Huynh Giang Nhật Hà. Huynh Giang Nhật Hà ơi, theo 1001 người yêu cầu, mời Huynh Giang Nhật Hà lên chia sẻ nha. Alo, Huynh Giang Nhật Hà đâu rồi? Có thấy đạo tràng yêu cầu Giang Nhật Hà không? Alo, alo. Rồi, mời Huynh Giang Nhật Hà nha. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thật ra con cũng... đâu cầm đỡ mic cho cô chút xíu thôi, chứ con cũng đâu có biết gì để chia sẻ đâu cô. Cái bài pháp hôm nay thì sư dạy cũng cái câu con thấy cũng rất là hay. Đoạn năm từ bỏ năm, tu tập năm tối thượng, tỷ kheo cắt năm trói xứng danh, vượt bộc lưu. Thì con thấy là cái đoạn đầu như lúc nãy sư dạy là đoạn năm, từ bỏ năm là năm cái hạ phần kiết sử, nói đến cái phần đoạn trừ thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Và cái phần thứ hai là tu thêm năm cái quyền là tính tấn niệm định tuệ. Và phần thứ ba là nói tới cái phần năm loại luôn năm cái thượng phần kiết sử. Thì con chỉ hiểu một tí như vậy thôi. Có thiếu chỗ nào thì con mời mấy vị trưởng lão trong room có thể bổ sung. Mời cô Nhung hay cô Kim hay là những vị nào Sis Hà có thể lên chia sẻ tiếp. Dạ, con xin mời quý vị tiếp tục chia sẻ. Dạ, con cảm ơn. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Dạ, cảm ơn cô Hồng Thị Kim Nhung, Giang Nhất Hạ gì đó, Giang Nhất Hạ gì đó. Lên giống ca sĩ quá à. Có ta ca sĩ tên Giang 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 Nhất
Văn Nhất Hạ gì không biết phải đúng không ta? Rồi lâu quá không có để nghe nghe nhạc á. Không có nghe nhạc nhiều. Sorry nha. À, thật ra cái nguyên trong chín câu này từ câu Pháp Cú 368 tới câu Pháp Cú 376 gồm tất cả là 9 câu, thì cái câu 370 này á, là cái câu dành cho Bậc Thượng Căn. Bậc Thượng Căn là những người mà nghe Pháp là hiểu liền á. Nghe Pháp là hiểu liền. Nếu mà gặp thời Đức Phật, Đức Phật nói nửa câu, hàng câu vậy đó là đã vô nhập vô là tứ đạo tứ quả rồi, hay còn gọi A La Hán là họ đắc liền hàng, tại vì họ tu tập đủ ba la mật đó quá nhiều rồi, nghe một câu là họ giác ngộ liền. Thì trong cái câu này để coi chúng ta phanh chá chinh phanh chá chinh đê phanh chá chá hê phanh chá cách tá ri pha quá về phanh chá sằng gà tí gồ biết cứu. Thì quý vị thấy rồi đó. Trừ năm hạ phần kiết sử là thân kiến hoài nghi với cấm thủ tham và sân. Trời ơi, nãy ăn cơm mà cứ nó bị gắt cổ hoài, cứ uống nước hoài, ăn mặn hừng mà nó gắt cổ, sorry nha. Nội con người mà chúng sanh mà bình thường á, chỉ cần á cắt cái phần thân kiến thôi đã vô dự lưu rồi. Thân kiến là cái tà kiến á, nghĩ sai chấp lầm á, của ta, cái này thuộc về ta, cái này là ta, chẳng hạn gì, cái gì cũng ta ha. Thì đã vô rồi mà thì thường thân kiến, đoạn trừ thân kiến thì hoài nghi, thì giới cấm thủ nó đi liền một lúc à. Và họ giảm đi cái sự tham, sự sân của họ. Nếu mà nói trong vi diệu pháp á, thì 12 tâm bất thiện á, thì họ sẽ diệt trừ 4 tâm tham tà kiến, thọ hỷ hay thọ xả thì không cần biết, 4 tâm tham tà kiến với 1 tâm hoài nghi. Cái tâm hoài nghi họ diệt được 5 cái rồi, và đó là năm hạ phần kiết sử, là trong diệu pháp họ triệt hạ 5 cái tâm đó. Họ vẫn còn có tham, nhưng tham của họ là ly tà, tức là cái tham này nó luôn vi tế lắm, vì tham vi tế thì nó còn có phóng dật trong đó, còn ngã mạng trong đó. Hãy ngã mạng thì nó là ly tà, quý vị biết không? Diệt năm thượng phần kiết sử như sư nói á, thì năm thượng phần kiết sử thì gồm có ái sắc, ái vô sắc, ngã mạng, phóng dật, si hay là vô minh. Có sắc thì người ta nói ái sắc là hữu ái, ái vô sắc là phi hữu ái, chẳng hạn vậy, nó chùm luôn, hắn chùm luôn vậy đó. Nhưng mà đại khái là rupa arupa vậy không? Thì quý vị tiếng Pali á, thì nó viết ra thì nó đúng nghĩa hơn, thì đọc thì cứ phải hiểu giống vậy. Hồi đó tôi mới vô nội chữ sắc không á, là tôi cũng tá quả tâm tinh rồi. Chữ sắc tiếng Việt Nam nó có vài nghĩa. Sắc là màu sắc, sắc là thân sắc của mình, sắc cũng là sắc ái, nó rất phức tạp. Nhưng mà ở trong tiếng Pali thì nó rõ ràng hơn, cái chữ nào ra chữ đó hả. Đại khái thì không có còn nhiều giờ á, chứ cái bản này á, là tôi chỉ tóm gọn trong cái bài này nói cái gì thôi, chứ vô sâu á thì không ấy. Còn tu tập năm cái pháp mà cắt đứt mà ba cái năm cái pháp gọi là chuttari phawaye đó, thì đó năm cái tu sư nói là năm cái gọi là ngũ lực ngũ quyền đó quý vị, tính tấn niệm định tệ. Nhưng mà khi quý vị học lên diệu pháp á, nó không phải có năm quyền đâu, nó tới 22 quyền lận. Nói cái nhức đầu ấy, nói tôi nói nhiều nữa ha. Rồi cắt năm cái phần chối buộc nó, năm cái chuyện cái á, thì năm chuyện cái gồm có tham si ngã mạn tà kiến. Thì cái tà kiến á, là dễ sợ lắm. Tham sân si thì cũng chỉ có bậc thượng căn á, người ta mới diệt được hết mấy cái này thôi, là cái bậc vô sanh rồi, A-la-hán rồi, người ta mới diệt được mấy cái này thôi. Thì tỳ kheo mà cắt hết mấy cái này á, thì xứng danh cái vị gọi là vượt bậc lưu. Bậc lưu có nghĩa là cái dòng thác đủ. Hồi đó tôi nhỏ, tôi sống trên cao nguyên Trung Phần á, thì tôi thấy thác rất nhiều, thấy sông thì rất ít, thấy suối thấy thác rất nhiều. Nhiều khi cái thác á, thì nó không có giống ai hết trơn á,
nó chia ra từng phần, cái phần mà cuối ấy, thì nó chảy, thác thì nó chảy một chiều, nó không giống như sông, sông thì lên xuống, còn thác ấy, từ trên dưới chảy một chiều thôi. Thì cái tầng mà cao nhất ấy, nó chảy rất là mạnh. Tôi nhỏ tôi đứng lên cái tháp mà tôi ở trên cao nguyên Trung Phần ấy, bây giờ nó gọi là Đắk Nông, Đắk Lắk ấy, thì đó tôi gọi cái tỉnh Quảng Đức mà nó gọi bây giờ là Gia Nghĩa, hồi đó tỉnh lỵ của nó là Gia Nghĩa. Hồi nhỏ tôi đi học về rồi, sáng đi học về thì ăn ăn cơm xong rồi trưa trưa thì bà chị tôi dẫn xuống suối tắm, thì xuống suối tắm giặt đồ, thì tôi tập bơi từ ở trên suối đó chứ không phải từ về Sài Gòn tôi tắm suối. Cái lúc mà cái chỗ cao nhất thì tôi không dám tắm đâu, sợ nó cuốn xuống rồi té xuống rồi rớt xuống gặp đá nó chắc chết, không ai dám đó. Thì tắm cái chỗ mà cái mặt mà thấp nhất á, nó lại 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 đứng tới cái nước nó chảy nó tới cái mắt cá chân hà, mà nó ngộ lắm, cái suối nó có những cái lỗ 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 á, đang đang bằng phẳng cái tự nhiên có lủng lỗ, thì bà chị tôi kêu tôi tập lặn đi, tôi chui xuống cái lỗ nó bự bằng, có nhiều khi nó bự bằng cái thau thôi, cái hai mà một thước như vậy thôi, nó lủng xuống vậy đó, nó đứng nhỏ, tôi đứng xuống đó rồi tôi bịt cái lỗ mũi tôi lặn xuống đó. Còn cái thác nó cao lắm, nó cao nó dút xuống vậy nè, còn làm sao mình vượt lên cái đó được, rất là khó, bởi vì chúng sanh không có vượt nổi cái đó, cứ phải luân hồi hoài, chỉ có bậc thượng căn thì ta mới mới vượt cái đó được. Những con cá, có những khi con cá mà nó giỏi nó phóng lên, nó phóng nhiều lần nó cũng không có phóng lên cái đó đâu. Thì cái thác càng cao thì cái người phải là giỏi, phải tìm cách thì phải phải vượt lên đó, chứ mà bơi lên chắc không bơi nổi đâu, phải tìm cách vượt đó. Cũng như mấy cái người mà người ta leo núi đó, cái núi càng cao thì người ta leo với dây bằng bằng tay không đó, người ta dùng những cái sợi dây rừng quắt rồi người ta những cái đinh người ta đóng vô, đi tới đâu cái ta đóng 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 vô cái vách núi để mà nó vững, rồi leo lên cũng nhiều khi rớt té té chết cũng có nhiều lắm. Thì đại khái thì đối với bậc mà vượt bậc lưu, tức là bậc vô sanh á, cái đường con đường đi rất là khó, phải tu nhiều nhiều kiếp, ôi tu hoài tu quỷ tu mệt nghỉ á, tu ôi tu đụng tùm la tu dữ lắm, đại khái là vậy. Nhưng mà nói tóm lại á, nói túm lại túm cái bao lại nói trong việc cộng thì mình cũng phải làm cái gì cũng từ từ thôi, chứ không có thể mà cắt được. Đại khái là con người của mình nhiều tham lam sân hận, cứ nghĩ bậy nghĩ bạ đó, có người giúp mình mà cứ nói người ta sinh tị với mình, hay là người ta tốt bụng người ta nói cho mình biết, mình đừng mình làm cái gì mình cũng phải suy nghĩ lại, mình chậm lại mình coi người ta nói cái điều đó có đúng với mình không thì mình mới nói. Rồi những cái gì mà mình làm cái gì á thì mình phải chậm lại mình suy nghĩ để cho biết. Tôi nghĩ rằng cái bản nói tóm lại những cái bậc mà để vào thánh quả đó thì họ phải thường tu tứ niệm xứ. Cái phép pháp tứ tứ niệm xứ đó thì tôi thấy phần lớn có nhiều quý vị á, lên hỏi sư Liễu Tông á, thì tôi nghe câu hỏi đó thì tôi biết sư Liễu Tông sẽ bác ra, sẽ không trả lời. Tại vì những câu hỏi mà quý vị hỏi sư Liễu Tông đó thì thường là quý vị đọc kinh tứ niệm xứ quý vị hiểu theo cái sự chế định, mà trong khi tứ niệm xứ là một bài kinh rất là cao, tiếng Pali của nó là Satipatthana, thì Satipatthana là cái tên bộ thứ bảy của cái gì pháp, mà sati là niệm, cái sự niệm này không phải ghi nhớ mà ghi nhớ một cách chính xác. Mà thường á, mấy bên tường thiền á, tôi nghe nói cho sư nghe tôi xem mà sư các sư dạy nhiều pháp giảng á, thì phải là ít nhất phải biết về trung trung cấp, cái mức mà trung cấp chứ không phải sơ tiểu học, nó trung cấp Abhidhamma, tôi học về trung cấp về diệu pháp thì mới hiểu sâu xa với cái bài kinh này. Tại bài kinh này nó phải hiểu theo về cái thực tính pháp của danh và sắc. Thường quý vị chỉ hiểu về cái sự chế định thân này đau, thân này thọ khổ vậy hỏi đó, thì nghe câu hỏi là sư đã biết quý vị không có hiểu bài kinh tứ diệu pháp này thâm sâu như thế nào, nên sư không có trả lời là như vậy. Theo tôi hiểu biết giống như vậy, quý vị có chửi thì không sao, nhưng thực tế nó là vậy người ơi. Có nhiều khi mà sư sư tốt thì tôi nói dài dài ra một chút, còn sư nói không, sư không thường sư nói sư không biết về thiền đó, sư chỉ dạy pháp giải nghĩa thôi chứ sư không có chuyên về thiền. Thì bây giờ nó cũng hết giờ rồi ha, tôi cũng chia sẻ nhiều đây cũng chút thì cũng đủ rồi, nó cũng hết giờ rồi ha.
Dạ xin có xin quý vị có cái gì thấy mà không đúng á, quý vị cứ cứ bỏ đá chứ sửa chữa nghe tôi biết nha, nhưng tôi chỉ nói được nhiêu đây thôi, hết giờ rồi. Xin chúc quý vị một buổi chiều an vui. Dạ xin chào máy ạ. Dạ xin lỗi, còn ai cầm mic không ạ? À? Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. À. Dạ cảm ơn Thiện Vũ. Dạ vậy không có ai cầm mic, Nhật Quỳnh có giật mic của vị nào không quý vị? Nhật Quỳnh có việc chạy ra ngoài mới trở lại đầu tràng. Dạ cảm ơn đầu tràng, thì Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ cũng hết giờ rồi. Và nãy ngài cũng nói là Nhật Quỳnh đóng sung nên Nhật Quỳnh xin phép. Dạ cảm ơn Quang Thanh. Kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh hồi hướng hòa phước đã tạo được trong buổi học pháp cú ngày hôm nay. Chúng con Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Chúng con thành kính dân hòa phước mà chúng con đã học pháp cú ngày hôm nay. Đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ, tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên, phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 triệu thế giới xa bà. Nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây. Chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong sơn Phật giáo Nam Truyền. Nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Pháp Luân, chùa Phước Quang. Chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong gương Phật giáo Nam Truyền, cầu mong quý ngài hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư trung đức pháp thể kinh năng, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành. Chào cũng giáo bảo phước này, trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng, chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng niệm nhau cả thảy. Y đăng nguyên nhân ni ba na sát bát cha yo hồ tốt, y đăng nguyên nhân ni ba na sát bát cha yo hồ tốt, y đăng nguyên nhân ni ba na sát bát cha yo hồ tốt. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phàm hạnh thân.